lời cảm tạ, thân dân sống gia đình liệt sĩ. Lê Cao Trường, Lê Cao Dương, sinh năm 1935, nguyên quán Hòa Khương, Hòa Phan, Đà Nẵng. Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Do Tùng, sinh năm 1940, nguyên quán Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam. Lê Văn Hai, sinh năm 1950, nguyên quán Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam. Lê Hồng Vân, sinh năm 1935, nguyên quán thành phố Hội An, Quảng Nam. Nguyễn Não, sinh năm 1946, nguyên quán Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam. Thái Thị Sa, sinh năm 1948, nguyên quán Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam. Đơn vị: Ban lương thực Quảng Đà, hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1968. Xin chân thành cảm ơn. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thành ủy, Hội đồng dân dân, Ủy ban dân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Năm Một Năm thành phố Đà Nẵng, các sở, ban ngành địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Ban liên lạc ngành lương thực Quảng Nam Đà Nẵng, Hội đồng các gia tộc, bà con đội gọi Thông sư gia, bà con dân dân xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, các thầy chùa viên giác, Ban nghĩa trang thành phố Đà Nẵng, đồng đội pha bạn bè thân hữu gần xa đã đồng hành cùng với các gia đình liệt sĩ trong suốt hành trình tìm kiếm tổ chức quy tập truy điệu và an táng sáu liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố đà nẵng đã đến viếng và chia sẻ cùng với các gia đình liệt sĩ trong quá trình tìm kiếm và tổ chức lễ không tránh khỏi thiêu sót xin quý vị niềm tin bỏ qua chúng tôi xin chân thành cảm ơn đại diện thân dân sáu gia đình liệt sĩ nguyễn nho trung